con và thánh thần con. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận người anh em của chúng con là Nguyễn Văn Thắng bị ung thư thực quản, viêm thực quản trào ngược dạ dày. Bây giờ có anh Thắng đang y. Chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho người anh em của chúng con. Tuy mặc dù người anh em này không có đạo Thiên Chúa, có đạo Phật thôi, nhưng mà tất cả ở dưới đất này là anh em với nhau. Chúng con cầu xin Chúa, cầu xin ông trời hãy chúc phúc lành cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho người anh em này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kỳ dị danh Chúa nhân từ cho các đấng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, xin mời mọi người ngồi xuống. Chào chúng ta. Ở đây cha khám bệnh là như vậy, có nghĩa là cha chữa bệnh cho mọi người công dân trong cả nước và quốc tế. Cho nên nếu như không có một người địa phương dắt đến là cha không có chữa được. Mà bây giờ thời buổi này không hiểu ai là tốt hay là xấu, cho nên phải rõ ràng chi tiết. Để không thôi thì nơi này là nơi cúng người, mà giống như là mình nói theo kiểu là có hiệu quả, đạt hiệu quả cao. Vậy thì nếu như mình không cẩn thận thì một chuyện nhỏ thôi thì nó xé ra làm to, thì cuối cùng là cái chuyện cứu người đó nó trở thành vô nghĩa. Cho nên ở đây cha rất là cẩn thận trong vấn đề là pháp lý. Mặc dù ở đây cha cũng có nhiều cái pháp nhân để chữa bệnh đó, nhưng mà cái pháp nhân cuối cùng vẫn phải là người dắt về, để mà bảo lãnh cái người mình dắt về. Nha. Thì cha nói vậy em chủ tịch hiểu là cái gì? Bây giờ riêng về người bệnh thì ở đây cha đã chuẩn bị cho những cái căn phòng này để tiếp nhận bệnh nhân, chứ không phải là ở đây. Nhưng mà ở là ở nhà trọ thì chắc anh Thế nói rồi gì? Anh Thế thì anh đã hết bệnh rồi, coi như là giấy tờ anh đã có rồi phải không? Giấy tờ anh đã hết ung thư rồi, nhưng mà chúng tôi chưa muốn cho về. Chúng tôi bắt ở phải ở lại thời gian nữa là nó khỏe luôn rồi mới cho về được. Tại vì cái bệnh ung thư này xác nhận là hết, nhưng mà phải ở thêm là cho có sức khỏe. Để thí dụ như giờ anh đi trị bệnh phải không? Anh đi trị bệnh thì anh nói với vợ con bây giờ thôi tôi đi trị bệnh, nhưng mà tôi đi đến chỗ ông cha Tường tôi trị, không biết chừng nào hết bệnh tôi mới về. Thế thì anh đi trị bệnh tới chỗ ông gia Tường trị bệnh xong xuôi rồi cái anh đi về, bà xã anh hỏi hết chưa, nó không biết nữa. Đâu ông gia Tường đâu nói anh hết đâu mà anh nói hết. À, hỏi anh khỏe không thì tôi thấy khỏe khỏe hơn ở nhà. Thế bà xã nói trời ơi tôi nhà tôi nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo, tôi nuôi con cho ông 3 tháng mà ông gì ông nói vậy chết rồi. Ông về ông phải nói rằng là ông hết bệnh rồi, giấy tờ đâu chứng minh cho tôi coi. Thì như thế vợ anh nó mới vui. Hoặc là mấy đứa nhỏ nó ba hết bệnh vô ba, nói ba không biết nữa con. À, cha không có nói ba hết không gì trơn. Trời ơi ba ơi con nuôi trâu nuôi bò 3 tháng nay, đáng lẽ ba giữ phụ con mà con giữ giùm cho ba rồi giờ ba về ba nói ba không biết hết. Ở đây cha trị bệnh, hết bệnh xong cha cấp giấy chứng nhận cho ba gì. Đâu giờ đó khi mình về mình trình với làng, với xã, với người thân của mình rằng là tôi hết bệnh, có giấy chứng nhận của bệnh viện lớn của Việt Nam và có giấy xác nhận của cơ sở của cha Tường này, thì đó là cái cơ sở vững chắc nhất. Rồi anh bệnh trở lại hay là anh không bệnh nữa, chuyện đó chuyện cơ thể anh tôi đâu biết. Nhưng mà khi anh ra khỏi đây là anh phải là người hết bệnh. Thế mà không phải tôi nói mà bệnh viện lớn đã nói như vậy. Nhìn vào cái hồ sơ của anh thì trong quá trình điều trị cho anh thì đôi khi anh phải không tránh được cái ối nha. Tại vì hiện tại trong bao tử anh nó có dịch, trong dạ dày nó có dịch. Nhưng mà khi sau này khi anh nói đó là anh để ý anh chụp hình lại cái nước ối đó, có thể là nó là nước trong mà đôi khi nó là ối ra huyết, ra máu nha. Khi mỗi lần ối là mình chụp hình lại để mình trình báo cho các thầy biết để người ta theo dõi cái bệnh tình đó. Cái thứ hai là cái nặng nhất trong cái bệnh anh là anh bị ung thư thực quản.
Và cái này nếu anh ở nhà thì anh sẽ chết lạng ung thư thực quản và dạ dày. Như vậy thì hai cái nơi nó đều nuôi sống anh, nó bảo vệ thức ăn để nuôi sống anh, mà nếu anh ăn như thế này anh chết rồi nha. Vậy thì anh có biết tại làm sao mà anh bệnh này không hả? Anh không biết. Không biết à? Sinh hoạt vô bổ. Không, sinh hoạt vô bổ đâu có hết. Đó, sinh hoạt vô bổ kiểu nào? Sử dụng xe à, rượu chè đâu có, không có cái mã nào chết vì rượu chè nữa. Uống rượu xong rồi đi quậy làng xóm nó chết. Cũng có những cái mã mà uống rượu xong rồi trúng gió chết luôn, mà hiếm lắm. Nó phải có lý do nó mới chết, nó phải có lý do nó mới chết. Chẳng hạn như bây giờ anh là bên đạo Phật, anh phải hiểu như thế này. Đức Phật dạy anh là không được sát sanh, có phải vậy không? Mà hồi đó giờ anh có sát sanh đâu đấy. Đức Phật không cho mình ăn động vật, anh có ăn không? À, đạo Chúa cũng vậy, không cho mình ăn động vật và không cho phép mình sát sanh, vì nó có đường đi của nó. Nhưng mà chúng ta lấy nó làm của ăn nuôi sống hàng ngày. Do vậy mà cái thức ăn đó nó tàn phá cái cơ thể của mình. Đúng vậy không ông Chủ tịch? Anh Sĩ đồng ý không? Đồng ý mà còn ăn không? Nó tàn phá đi cái cơ thể của mình. Mà cha nói theo cái kiểu là khoa học đó, là nó giết mình một cách khoa học. Thí dụ như bây giờ con cầm một ly thuốc độc ăn nè, với lại một ly nước trà. Con ý thức là ly nước trà này uống vô khỏe nè, nhưng con ý thức ly thuốc độc uống vô chết liền nè. Tức là cái này giết người rõ ràng luôn. Còn con cầm một chén thịt nè, với cầm một chén rau nè, là con ý thức cái chén nào giết con? Chén thịt giết. Nhưng mà nó giết rất khéo, nó giết mình khoa học. Tức là nó giết mình không hay biết gì hết. Đúng vậy không nè. Còn cái chén rau nó không giết mình. Nhưng mà giờ cha nói nè, bây giờ con cầm một chén thịt heo sống, với một rổ thịt heo sống, với một rổ rau muống, mà bây giờ đưa cho một người không biết chế biến, thì cái người đó họ nói là bây giờ là thịt heo tôi không biết chế biến, tôi luộc ăn chứ sao vậy? Còn rau muống tôi không biết chế biến thì tôi rửa rồi tôi ăn sống. Hai đứa, một đứa không biết chế biến hai món này thì món nào cũng dởm rồi. Hắn nè, mà nếu một đứa nó biết chế biến thì thịt heo nó chế biến cũng ngon, mà rau muống nó chế biến ăn cũng ngon, cả hai đều ngon. Nhưng mà cái ngon của thịt heo ăn vào là ngon đó, nhưng mà qua khỏi cổ rồi nó phá nội tạng rồi. Còn rau muống ăn vào ngon đó mà vô trong này nó đi ra gì, nó là gì? Nó là thức ăn của mình, mà thức ăn đó chính là. Còn mình ăn động vật nó không phải là thức ăn. Vậy thì thức ăn động vật nó không nano, cho nên nó sẽ động lại tất cả mọi thứ trong cơ thể mình. Và ngày hôm nay nó cho anh kết quả là ung thư thực quản. Vậy thì bây giờ cái bệnh này, đến nay thì cha trị bằng công nghệ cháo nano, dược thảo nano. Giống như là cha cũng đã từng đi thuyết trình ở ngoài Hà Nội nhiều lần. Thì nãy giờ ngồi nghe cha nói với anh Sĩ á, chủ tịch chữ thập đỏ huyện Cầu Ngang nè, thì Hà Nội cũng mời anh Sĩ đi ngày 12 thuyết trình. Lần này thì thuyết trình cả 150 nhà khoa học của Việt Nam về cái công nghệ cháo nano đang chữa bệnh cho anh. Thì rõ ràng là cha đang trị bằng công nghệ cháo nano, thì chắc chắn cái công nghệ này nó đã thành công rất nhiều. Nó đã thành công mà cha trị từ hôm từ hồi năm 2017 tới nay. 17 năm nay, 18 rồi, năm nay là 18 rồi. Thế nè. Tức là cha trị một năm rồi. Đó. Ý, năm 19. Năm 19 là cha trị một năm mấy rồi. Kết quả rất là nhiều. Kết quả gì? Tại sao cha trị khó? Tại sao mà bệnh nhân về đây khó? Là bởi vì cái mỗi cái tội là cha trị hết bệnh. Chứ nếu cha trị không hết bệnh là cha trị không có khó. Chứ là bệnh nhân về đây không có khó. Chỗ này là sao vậy? Vì cha trị hết bệnh mà bệnh nhân về đây khó. Còn nếu cha trị không hết bệnh thì bệnh nhân về đây dễ lắm. Là lý do sao vậy?
Tại vì khi mình trị hết bệnh là nó về như bể đập, mình trị nổi không? Trị không có nổi. Cho nên mình phải cản trở bằng cách là phải con thập đỏ dắt về. Còn nếu bây giờ cha mở cửa toan cửa ra thì đương nhiên mỗi ngày vô 20k, 30k, chỗ đâu bệnh chưa? Hơn nè, cả nước, cả thế giới nó bệnh ung thư. Thành thử ra cha trị với phương pháp là khó vô cùng để hãm bệnh nhân lại mình vì lý do mình trị không nổi. Mà cái hãm đó là tại vì mình trị hay. Tại vì mình trị hay mà mình nói trị hay rõ ràng, nếu mà cha trị dở không, chủ tịch chữ thập đỏ quyền ổng không có ngồi đây. Thấy không nè, nói đây cha cũng nói luôn. Nãy cha nói rồi cha ngắt ngang cho quên. Cái phòng trọ này, thí dụ như anh đến đây anh ở đây, nhưng cái pháp nhân của anh là ở nhà trọ chứ không phải ở đây. Thí dụ như thầy muốn anh ở đây thì anh ở đây, thầy muốn anh ở nhà trọ thì anh ở nhà trọ. Anh không cần phải ý kiến gì cả nha, không cần phải ý kiến cái còi hết. Đặc biệt là con đi chữa bệnh không có phải tạ tiền. Nhưng mà do bởi là hồi năm rồi đó thì cái công tác bác ái của cha nó ít, cho nên cha bao thầu cho bệnh nhân nhiều. Ví dụ như một ca bệnh như vậy là cha bao thầu nặng lắm. Thì bắt đầu từ những ca vừa rồi đó, thì thí dụ như là con đến đây con trị bệnh thì cha sẽ làm hết mọi thứ cho con, cha không lấy tiền. Con chỉ có đóng tiền cho nhà trọ 1.5 triệu thôi. Đến ngày con hết bệnh con đi về con không phải trả tiền gì hết. Nhưng trong quá trình con điều trị mà lỡ có đi bệnh viện thì con phải chịu tiền xe con đi đây lên đó đi về. Thì đây tiền xe đây lên đó là như một lần con đi về là 500.000 còn xe hơi. Chứ con không đi bộ được, hay là con không đi xe hai bánh được. Thì 500.000 cho thấy con không mắc mỏ gì nha. Thì những cái chi phí đó con phải chịu giúp với cha. Tại vì bệnh nhân nó nhiều lắm cha, không con giúp nổi mà. Hơn nữa cha đã quá nhiều cái công việc bác ái. Cha phải còn dành cái số tiền đó để cha lo cho những công việc bác ái riêng nữa. Ví dụ như làm đường, làm đèn đường, xây nhà, cho gạo, cất nhà, cho hàng, cho rương, cho cất đủ kiểu. Một năm như vậy kinh phí cha nó lớn lắm. Thành thử ra bây giờ con trong quá trình chữa bệnh con mà lỡ có đi bệnh viện để mà xét nghiệm hay là vô một hai chai nước biển thì con phải bỏ đồng tiền xe đó đi nha. Cha nói trước. Cái cha nói thêm là cho dù con ở đây con cũng phải đóng tiền nhà trọ. Vì đó là cái pháp nhân. Thì con đóng tiền nhà trọ xong rồi thì cứ đến tháng con đóng, đến tháng con đóng, đến tháng con đóng. Thì khi đó con ở đây hay ở bệnh thì điều đó là do mấy thầy điều chỉnh nha. Điều mà cha không thể không dặn được đó là các thầy. Các thầy đây là những người sẽ ra tay cứu con. Cha chỉ là nhà nghiên cứu thôi, cha chỉ là nghiên cứu hàng lâm thôi. Còn mấy thầy đây là những người thực nghiệm trên bệnh nhân gần 2 năm rồi. Mấy thầy đã quá nhiều kinh nghiệm trong việc cứu người bằng những căn bệnh cuối cùng nha. Vậy thì bắt đầu con vô đây rồi thì con phải ngoan ngoãn nghe lời các thầy nha. Từ cái việc uống thuốc, cái việc ăn ngủ, cái việc đi đứng, cái việc này, việc nọ, việc kia, con phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngoại trừ bây giờ thiền của con là người ta không đụng để vô. Giờ con thiền 1-2 giờ đêm á. Còn sáng sớm con phải đến đây để con tập thể dục dưỡng sinh. Sáng sớm con phải có mặt ở đây để tập thể dục dưỡng sinh. Để giống như thiền vậy. Dùng một hình thức thiền nhưng mà ở đây mình tập thể dục. Thứ nhất là mình thu hút hơi thở. Mình trao đổi không khí. Thứ hai nữa là mình hứng ánh nắng mặt trời nha. Rồi sau đó các thầy sẽ có cách điều chỉnh từ từ mỗi ngày thì nó tốt hơn nha. Thì đó là những cái cho nó đặc biệt trật phát đồ cho đủ nha. Cứ nghe là các thầy, mình không được cãi lời các thầy. Cha nói lại một lần nữa, cha không có khó với con, nhưng mà cha khó với cái bệnh của con. Thí dụ như bây giờ con làm cái nhà lá này, con có cần cái giàn giáo không? Hay là cây thang leo lên là được. Còn nếu con có cái nhà lầu 10 tầng, con cần cái thang leo lên hay là giàn giáo? Có nghĩa là cái nhà này nó làm khó mình phải bắt giàn giáo lên vì nó là tầng người. Còn cái nhà lá này thì nó không làm khó mình, chỉ cần cái thang leo lên được rồi. Cơ thể con ví dụ như là một căn nhà,
nếu như cơ thể con mà cảm mạo bốn mùa thì không ai chữa làm chi, vì nó bệnh nhỏ tự không chữa được. Còn cơ thể của con bệnh ung thư thì bắt buộc là phải dùng một cái kỷ luật nghiêm ngặt với nó, vì cái bệnh lớn giống như cái nhà lớn phải đòi hỏi 10 tầng mới leo lên được, đòi hỏi giàn giáo mới leo lên được tầng thứ 10. Còn cái nhà lá chỉ cần nghe thang. Bệnh của con mà bệnh cảm mạo bốn mùa thì chỉ cần con ở nhà chữa là xong. Còn bệnh của con bởi vì là bệnh ung thư cho nên phải các thầy phải kỷ luật nghiêm ngặt với cái bệnh đó, với cơ thể. Thì sau khi con hết bệnh thì con gì cũng làm gì, làm ăn gì ăn, uống gì uống, ngủ gì ngủ, không ai đụng vô nha. Còn trong quá trình con đến đây tuyệt đối con phải nghe lời các thầy. Chá nhắc thêm con một điều này: ăn trái với kẻ trồng cây, uống nước với người đào giếng. Ông chủ tịch chữ thập đỏ này đi từ Hà Nội vô không, ổng đi cùng với con như con này, thì con biết mỗi lần là qua cửa khẩu, qua máy bay, qua cổng, qua kẹt đồ tùm lum, khó chứ con thấy cái cực khổ không. Thế thì ổng đã hy sinh, ổng dắt con vô tới trong này thì con phải trả cho ổng một kết quả là tự hiểu không. Con đã vô tới trong này, ổng dắt con vô đây rồi thì con phải trả trở về cho ổng một kết quả là con phải tính. Người ta tìm đủ cách để cứu mình. Vậy thì mình làm sao? Mình phải nghe lời các thầy trong quá trình điều trị, để khi mình ngày một ngày gần nhất là mình sẽ mang một cái cúp vàng đi về nha. Cúp vàng giống như thế chuẩn bị mang về đó. Giống như thế ngày ổng vô ổng khổ sở vô cùng, ổng phải đau đớn, ổng đi ỉa mà ổng ngồi không trọn, ngồi chồm hổm hoặc là ổng ngồi nửa đít không, nửa cái bàn tạ đít ổng cũng ngon được. Mà hôm nay thì ai cũng vậy, con phải cố gắng như ổng nha, phải quyết chí cố gắng. Rồi bên cạnh đó con ngồi thiền nữa. Đó là những cái mà cha nói để ông chủ tịch chữ thập đỏ xã hiểu nha. Giống như anh sĩ có ý kiến gì với bệnh nhân? Thì nói chung thì đến đây trị bệnh thì cũng như cha Tường vừa nói đó, là nếu như đã chấp nhận vô đây rồi thì phải chấp nhận hết những cái quy định của những thầy thuốc ở đây. Ví dụ như ăn như thế nào, uống như thế nào. Bởi vì người ta trị bệnh cho mình là phải có cái quy định ăn uống thì mới hết bệnh mình được, không phải theo ý mình được, và phải theo ý của mấy thầy ở đây. Cái đó là cái phần ăn uống của bệnh nhân khi đã đến đây chấp nhận. Thì nãy giờ anh viết đơn có chữ thập đỏ của xã, anh đã ký rồi là coi như đã đồng ý cho anh trị bệnh đây, thì anh phải nghe lời hết những thầy ở đây trị bệnh, từ cái cách ăn uống, cái uống thuốc rồi này kia các thứ. Tóm lại là tôi thì cũng ngắn gọn chút, nhưng mà có một điều là cũng mong anh là mau hết bệnh để mang cái vui vẻ về cho gia đình, cho địa phương ở ngoài Hà Nội. Thì cũng chúc sức khỏe anh. Nói ngắn gọn mà đầy đủ. Ông chủ tịch xã có nói gì? Rồi, con cũng là công việc của chủ tịch xã của chữ thập đỏ. Thì gia đình chú Phấn đây thì có nguyện vọng là vào đây với thầy. Thì với xã chủ được sự chỉ đạo của xã và con đưa bệnh nhân vào đây, thì cái chữa như thế này thì ở ngoài Bắc thì nó cũng hoàn toàn là mới mẻ. Thì do nguyện vọng của gia đình thì con đưa vào đây thì chăm sự là nhiều thầy. Đấy, mà có cả vợ đi thì phải làm thế nào, phải tuân thủ hết theo các thầy, để mà đến lúc người của con về là phải khỏi bệnh. Đấy, mà con hoàn toàn tin tưởng, bởi vì là con thấy là người giới thiệu là cũng hôm nay lại được tin mừng là hết bệnh rồi mà đi kiểm tra bệnh viện lớn hơn. Là con cũng là tuyệt đối tin tưởng. Hòa Hảo, ở miền Nam thì trung tâm Hòa Hảo Sài Gòn lớn nhất. Cái nơi đó mà nó chết thành bệnh gì? Thế là vợ là phải đồng hành cùng với chồng là 3 tháng. Phải đồng hành. Nếu thay thế cùng con thì thay thế cũng được. Vâng. Có nghĩa là phải có một người đồng hành. Phải có một người nuôi. Cho con xin phép được có thưa lời với cha với tất cả các thầy. Đời đầu là con vừa nghe được thầy phổ biến và cha phổ biến và các thầy phổ biến, thì con nguyện là sẽ vâng ý cha và các thầy.
Thế còn con thì các cháu nó còn nhỏ đi học. Thế hai vợ chồng thì ở có hai vợ chồng thôi, còn các cháu đang đi học thì có thể là tới đây là vợ con, khi các cháu được nghỉ hè thì vợ con phải về thì con sẽ thay thế bằng cháu thì cũng được. Thì miễn có người thay thế ha, mấy thầy đồng ý gì? Miễn có người thay thế nuôi là được. Thì nếu như mà trong một cái quãng thời gian nào mà con vẫn khỏe, con tự lo cho bản thân thì nếu một mình con có ở có được không? Không. Anh chết là ai chịu trách nhiệm? Đúng không? Anh chết rồi đâu có bây giờ anh lát nữa ông này nè, ông phải mình ký một cái giấy cho anh đem về thủ trưởng anh, để thủ trưởng anh là xác nhận là anh đã có đi tới đây. Rồi trong miếng giấy đó là nói với anh rằng là anh này mà lỡ có chết, anh cũng không được ở tù nữa. Anh không được quyền thưa anh. Nha. Chứ không có đơn giản đâu. Không, thế là phải theo quy định. Hồ sơ nó nghiêm ngặt lắm. Có nghĩa cuối cùng... Tuyệt đối. Cuối cùng là trị bệnh thì đương nhiên không ai nói trước. Hiểu không nè? Nhưng mà theo cái kinh nghiệm thực tế ở đây thì người ta có thể nói cho anh được 80%, 70%. Nha. Tức là tóm lại một câu là đạt hiệu quả cao. Nha. Thực ra chúng tôi chỉ cần làm cho anh là giảm ung thư là chúng tôi đã thành công. Chứ chúng tôi chưa nói là ký cho anh một cái giấy là hết ung thư như ông thế. Chúng tôi chỉ cần làm cho anh giảm ung thư, giảm đau là chúng tôi đã thành công. Nha. Là anh đã đủ đi về được rồi đó. Tại vì bây giờ bệnh viện Bạch Mai cũng đâu có làm được cái điều đó cho anh. Và cuối cùng họ cũng sẽ làm cho anh một cái điều duy nhất là anh sẽ lên được. Thấy chưa nè? Vậy thì bây giờ anh cố gắng, anh phải làm sao, anh phải hy sinh thảm mình. Nhưng mà đối với cha ở đây thì cha cũng nói thiệt, người bệnh phải tu, phải kiên khem, phải hãm mình, phải sám hối, phải tụng kinh niệm Phật là lại Chúa, đọc kinh. Cái đó là cái ý nguyện của cha là như vậy. Nhưng đó không dừng lại người bệnh, mà kể cả cha và mấy thầy cũng phải làm. Và không phải người bệnh, cha, mấy thầy, mà kể cả người nuôi bệnh cũng vậy. Con hiểu không? Vậy thì bắt đầu từ hôm nay đó đi, con nuôi chồng con cũng phải kiên khem, không được ăn động vật. Được không con? Được là phải được nha con. Không ấy là cho đuổi chồng con về là khó dữ lắm. Nha con. Con phải kiên khem cho chồng con. Ngày nào nó khỏe, nó mần, nó nuôi vợ, nuôi con. Giờ này nó bệnh con hy sinh để cho nó khỏe chứ, đồng ý không? Ông chủ tịch đây mà ông bỏ vợ, bỏ con, bỏ cơ quan, công sở, bỏ hết tất cả, ông dẫn chồng con vô. Chẳng lẽ con kiên khem không được? Nếu con không chấp nhận thì con không phải là con. Đúng chưa nè? Điều đó đâu phải cha muốn cho cha. Nhưng mà cha muốn cho người bệnh hết bệnh. Để con còn bao nhiêu cái tương lai, cái sự nghiệp. Chúng ta còn sống một phút, chúng ta vẫn có một cái tương lai. Đúng không nè? Chứ đâu phải nói chúng ta là già, chúng ta không còn tương lai. Đó là những cái nãy giờ cha với ông chủ tịch chữ thập đỏ huyện nhắn gửi rồi nha. Thôi thì mình đã giáp mặt giáp lời hết rồi. Nha, rồi tới đây mình kết thúc được rồi ha. Thầm bà đứng lên đọc kinh. Sáng danh của cha. Con kỳ gì danh Chúa nhân từ cho cái đặng linh hồn được lên chôn nghỉ ngơi xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nay. Cảm ơn anh sĩ ha.